Bệnh viện Đà Nẵng vừa được trao chứng chỉ của RCI về chương trình phòng ngừa nhiễm khuẩn và nguy cơ sai sót thuốc qua tĩnh mạch trị liệu BRIGHT. Đây là bệnh viện công lập đầu tiên của cả nước đạt tiêu chuẩn chất lượng vàng của RCI về phòng ngừa nhiễm khuẩn. Trong những năm qua, ban lãnh đạo và nhân viên bệnh viện Đà Nẵng luôn nỗ lực không ngừng nâng cao cải tiến chất lượng dịch vụ điều trị và chăm sóc người bệnh, cập nhật các giải pháp, quy trình chăm sóc, đặc biệt là quy trình liên quan đến đường truyền tĩnh mạch để đảm bảo an toàn cho người bệnh và ngăn ngừa nguy cơ nhiễm khuẩn và sai sót thuốc trong tĩnh mạch trị liệu, hay còn gọi là BRIGHT. Đây được xem là một trong những nhiệm vụ trọng tâm cần thực hiện trong năm 2022.